Câu chuyện Bác Gấu Đen và Hai Chú Thỏ. Tập 2. Trời mưa to như chút nước, gió thổi ầm ầm. Thỏ nâu hớt hải đến nhà thỏ trắng cầu cứu. Bác Gấu Đen và thỏ trắng cùng nhau ra mở cửa và đón thỏ nâu vào sưởi ấm. Sau đó, cả ba ôm nhau ngủ. Trong khi đó, nước lũ tràn đầy, dâng dần, ức nổi lênh bềnh lên tận mái nhà. Và sáng hôm sau, nhà nhà bắt cá từ nơi ngã tư này, hình ảnh của quê xa nay lại bỗng nhiên hiện ra. Ở giữa phố sao hoa trắng lệ, là cá tung tăng bơi trên vỉa hè, qua nhịp xe qua nước cuộn sóng vô nhà ta. Ôi bác ơi, thích quá bác ơi.